Xin chào quý vị và các bạn, hiện tại em đang có mặt ở Hà Nội. Chỗ chúng ta đang đứng này là đoạn xuống cầu Vĩnh Tuy xuống sang Minh Khai. Và đây chính là một điểm bắt đầu để lên đường Vành Đai 2 ở trên cao, lối từ Minh Khai đến ngã tư Sở. Đây các bạn có thể thấy ở trên kia có một tấm biển ghi chữ ngã tư Sở để cho ô tô và cấm các phương tiện như là xe máy, xe đạp và người đi bộ. Khi lên đường Vành Đai ở đoạn điểm đầu này, chúng ta đã được đi với tốc độ 80 cây một giờ. Đường ô tô đi từ phía cầu Vĩnh Tuy như là Minh Khai này đến ngã tư Sở rất nhanh, bởi trên này sẽ không có đèn xanh đèn đỏ. Và đường ở trên đấy rất là đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ đi xe máy để review nhìn từ dưới lên bên trên, bởi vì đi ở bên trên đấy cũng chỉ có đường mà chạy thẳng thôi. Ta sẽ nhìn ở bên dưới và xem những cái hành lang bên xung quanh tuyến đường Vành Đai 2 ở bên dưới, kia xem các cột trụ ở bên dưới, ở tuyến đường bên dưới đi sẽ lâu hơn như thế nào. Ở đây chúng ta có thể thấy ở phía bên trên tuyến đường Vành Đai có những cái tấm chắn dạng kính như thế kia, sẽ có rất nhiều tác dụng. Nhưng có một tác dụng em biết là thứ nhất là cũng để chống ồn. Bởi vì xe chạy tốc độ cao trên đó sẽ rất là ồn. Và để làm tính thẩm mỹ đẹp hơn. Còn phía bên dưới đường Minh Khai này có rất là nhiều làn đường. Ở đây có 1, 2, 3 đến 4 làn đường. Và phía bên kia có 4 làn nữa, đường nữa lên đến 8 làn đường. Những cột trụ rất là chắc chắn ở phía bên trên kia, ô tô chạy. Đường bên trên đó sẽ chạy và chạy thẳng thôi, một đường thẳng. Và cộng với có những cái tấm chắn như thế kia nữa, thì chúng ta chỉ thấy đường và đi, chúng ta tập trung để đi đường. Không giống như bên dưới chúng ta sẽ thấy cả nhà cửa. Còn điểm này thì là điểm giao cắt Minh Khai, Tam Trinh, Mai Động. Đây là một trong những ngã tư rất là rộng và hiện đại ở đoạn Minh Khai này. Ở ngã tư này cũng tòa nhà này. Ở đây có đường Vành Đai 2 đi qua. Về bên kia có tòa nhà văn phòng 18 Tam Trinh rất hiện đại. Đoạn đường này ngày xưa mật độ giao thông đi lại rất là phức tạp và đường rất là hẹp. Sau khi được mở rộng ra như thế này thì xe cộ đi lại rất là thoải mái. Chúng ta tiếp tục di chuyển. Đây là đoạn đường Minh Khai sang phía bên này, đi qua cầu Mai Động. Đây có những tuyến xe buýt. Tuyến đường này ngày xưa một trong những tuyến đường hẹp rất là khó đi. Nhiều khi chúng ta mà muốn từ Minh Khai đi ra ngã tư Sở, chúng ta lại đúng ra là chúng ta sẽ đi trên một con đường thẳng này, nhưng mà đường rất là hẹp, chúng ta lại phải rẽ ở đây để sang phía đường to bên kia, phía đường Đại Cổ Việt bên kia để chúng ta đi. Đôi khi là như vậy, nhất là giờ tan tầm. Nhưng bây giờ thì ngược lại, chúng ta có thể thoải mái đi đường này, hoặc những người có lộ trình ở phía góc phía bên kia đôi khi lại di chuyển sang bên này, bởi vì đường bên này thoáng hơn để đi nhanh hơn. Các bạn thì thấy cái con đường phía bên trên kia được làm rất là đều, từ cái cột, từ cái trụ, từng cái đường uốn cong ở bên trên kia đều tăm tắp. Đây các bạn có thể thấy nhìn một đường thẳng từ đây. Bây giờ là 9 giờ sáng, một ngày giữa tuần thôi. Nên bây giờ là mật độ giao thông sẽ không đông lắm, đường rất là thoáng.
bây giờ này là giờ mọi người làm văn phòng là đã vào trong văn phòng làm việc rồi. Ngoài đường chỉ có một số người làm công việc tự do như là các anh các bác Grab này, hoặc là các chị các anh đi làm nhân viên kiểu kinh doanh hoặc nhân viên sale thì sẽ phải ra đường để đi đến các địa điểm khác, cơ quan khác để gặp khách hàng và những chiếc taxi nữa. Đường rất là rộng. Đây là một trong những tuyến đường được xây dựng khá là nhanh, có thể nói là nhanh nhất Hà Nội để từ khi lúc bắt đầu triển khai đến lúc xây xong. Đường vành đai 2 này sẽ có một cái tác dụng lớn nhất là giảm thiểu ách tắc giao thông và tăng cái thời gian di chuyển sẽ rút ngắn lại và tăng tốc độ di chuyển từ đoạn Minh Khai đến ngã tư Sở, và từ đó kết nối được các khu đô thị biệt thự của Vin lại với nhau. Ví dụ ở đoạn ngã tư Sở sẽ có gọi là Royal City, còn ở phía Minh Khai sẽ là Tham City. Còn đi xa nữa để rẽ sang đường Láng rồi chúng ta sẽ rẽ sang được tòa nhà gọi là của Vin, cũng là Smart City, Vinhome Smart City. Thì cái đoạn ở ngã tư Sở chỗ cúc đường đã rất là đẹp rồi, còn phía đường chỗ đằng Vĩnh Tuy đi sang bên Long Biên để sang khu Long Biên Vinhome hiệu Ocean Park thì đường xá cũng sẽ rất thuận tiện, chỉ còn mỗi một đoạn chỗ cầu Vĩnh Tuy đang triển khai xây dựng thôi, có lẽ vài tháng nữa cũng sẽ xong. Đây là trọng đoạn đường mà ngày xưa đi rất là khó khăn, chật hẹp, mỗi người ngày xưa mỗi lần đi trên con đường này rất là nản. Đây chúng ta đi đến tới phố Đại La rồi. Đây bạn có thể thấy là cái đoạn ngã tư này rất đông đúc, hệ thống đèn đường rất là nhiều, phức tạp. Bên này là trường Đại Nghĩa, các trường đại học Bách Khoa. Đây chúng ta cũng đến được một đoạn giao lộ nói là hiện đại nhất ở Hà Nội. Ở đoạn này các bạn có thể thấy là cái đường vành đai 2 trên cao kia cao vút lên như thế kia, rất là cao, cao đến nếu mà tính theo tòa nhà cao tầng thì bây giờ chúng ta sẽ đếm xem nó cao đến tầng thứ mấy. Chúng ta thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, khoảng độ đến tầng thứ 8, tầng thứ 9, cái này rất là cao. Đấy, các bạn có thể thấy chúng ta vừa đi vừa thong dong vừa ngắm cảnh mà vèo một phát là đã đến đoạn giao cắt chỗ Giải Phóng rồi. Ngày xưa thì cứ vừa đi vừa chờ người cũng chờ tín hiệu đèn, bây giờ rất là nhanh. Nếu mà đi ở bên trên kia nhanh nữa có khi đã đến ngã tư Sở rồi. Các bạn có thể thấy đoạn ngã tư Đại La dọc các Giải Phóng bây giờ cũng được làm rất hiện đại, xe cộ đi lại theo đúng làn đường và được di chuyển rất là đều đặn. Cầu trên kia rất là cao, nếu mà đi thẳng tiếp từ đường kia thì đương nhiên là chúng ta sẽ đến ngã tư Sở.
đoạn trên này cầu rất là cao, cao vút đấy. Bạn thể thấy là cái đoạn này cao bằng cái tòa nhà bên cạnh này. Chúng ta sẽ đếm số tầng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hơn cả tầng 10 luôn các bạn. Đây chúng ta vẫn nhìn thấy rằng là ngã tư Sở là xe ô tô và sẽ đi lên trên kia. Ở phía đoạn trên kia là người ta đang cho đi đoạn này là 60 cây một giờ. Chúng ta đã đi đến đoạn Trường Chinh rồi. Qua Giải Phóng là sẽ đến đường Trường Chinh. Ở phía này có một kiểu thiết kế đường khác. Bạn nhìn bên trên có một làn ở giữa to và hai làn ở phía bên xung quanh. Và đang tiến hành được nhập làn vào giữa là một làn ở phía kia. Đây các bạn nhìn thấy chỗ này rất là rộng. Nếu chúng ta đi ở bên trên kia chúng ta sẽ không để ý nhận thấy được cái điều đẹp hùng vĩ như này. Ở bên trên nếu chúng ta đi ô tô chúng ta chỉ đơn giản là lên xe và đi theo đúng tốc độ và sẽ rất nhanh để đến nơi rồi. Còn bên dưới này chúng ta mới nhìn thấy được cái công trình này có hiện đại như nào. Đây các bạn có thể thấy đoạn này ở phía bên trên kia được đi 80 cây một giờ trong nội thành Hà Nội mà được đi lên tốc độ như 80 cây một giờ thì di chuyển từ khu đó sang khu kia chỉ trong 1 phút 1 mà thôi. Chúng ta tiếp tục di chuyển về phía đằng kia nữa, sau đoạn Trường Chinh này thì sẽ đến đoạn ngã tư Sở. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành quay ngược lại về phía đằng này để chúng ta tiếp tục để trải nghiệm hướng từ đằng ngã tư Sở Trường Chinh đi quay về cầu Vĩnh Tuy thì sẽ theo hướng ngược lại thì có khác biệt gì không. Đây chúng ta đang đây, đang ở nút giao giữa đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng, vẫn đang thi công. Đây là phố Nguyễn Lân. Có lẽ là đã thi công xong rồi nhưng mà tấm biển đó chưa được dỡ đi bởi vì mới xây xong, hay là vẫn còn một số hạng mục vẫn đang thi công chưa xong nên tấm biển chưa được gỡ bỏ. Bây giờ dù gì chúng ta không thể phủ nhận được cái đoạn đường này với hiện đại. Các bạn thấy là phân chia làn đường rất là nhiều làn, phía bên trên kia vành đai cũng rất là nhiều làn. Đây từ dưới nhìn lên rất là đẹp, giúp cho việc lưu thông từ phía nội thành sang bên quận Long Biên là một trong những quận của vùng ven trung tâm rất là nhanh. Ngày xưa đi sang bên đó rất là lâu. Đây, chúng ta đang quay ngược lại đến đoạn Giải Phóng rồi. Đoạn Giải Phóng này cũng rất là hiện đại khi mà đã có đường giao cắt ra đoạn Giải Phóng rồi, lại có một chiếc cầu vượt phía bên trên kia nữa. Tuy nhiên là đến với đoạn buổi chiều rồi tan tầm thì những chỗ này vẫn tắc đường. Có thể nói là mật độ giao thông, tham gia giao thông mọi người rất là nhiều. Đây chúng ta đã quay lại đoạn cái cầu vượt rất là cao, cao lên đến phải 10 tầng bên trên. Chúng ta đã vừa đi quay ngược lại qua đoạn giao cắt Giải Phóng, đường rất là rộng. Đây là đoạn số 1 Trường Chinh luôn, ngay đầu Trường Chinh. Bên này phố Vọng, một phần phố Vọng bên này, một phần phố Vọng phía bên kia. Ngày xưa là lối thông sang nhau, bây giờ được chia cắt rất là xa nhau. Đại La, chỗ này lại là điểm cuối của Đại La. Còn chỗ lúc đấy là số 1 Trường Chinh, là điểm đầu Trường Chinh. Tổng cả đoạn đường dài này em hay nhớ luôn là Đại La Trường Chinh cho dễ. Cả đoạn này hay đoạn bên kia em hay cứ nhớ là Trường Chinh Đại La luôn. Giống như ví dụ Tây Sơn Nguyễn Lương Bằng cũng vậy, em hay nhớ cả cái đoạn đường đấy là Tây Sơn Nguyễn Lương Bằng luôn.
nhiều khi em quên mất đoạn nào là Tây Sơn, đoạn nào là Nguyễn Lương Bằng, không để ý. Hoặc đây cũng thế, Trường Chinh Đại La, nhiều khi là em không nhớ, em không để ý, cứ phân đọc lộn bên này Trường Chinh, bên kia Đại La. Một tuyến đường dài đầu tiên là Minh Khai, rồi đến Đại La, rồi đến Trường Chinh, ngã tư Sở, Nguyễn Trãi, Lá. Đấy, kiểu như thế thì là chuẩn nhá. Rồi, các bạn thì thấy đường phố thoáng, rộng. Có thể nói cái tuyến đường Minh Khai, ngã tư Sở trước kia ở trong tuyến đường đi khổ nhất, thì bây giờ lại lột xác trở thành tuyến đường hiện đại nhất, đi sướng nhất. Tuyến đường khổ nghĩa là chúng ta khi di chuyển trên cái cung đường đó là chúng ta sẽ rất là chán. Thứ nhất là đường thì hẹp mà người thì lại đông. Đường hẹp người đông, đèn đỏ nhiều, xong rồi đường hẹp người đông, ai cũng muốn đi trước, ai cũng muốn đi nhanh, thế là cuối cùng là ai cũng bị chậm. Còn bây giờ đường thì rộng rồi, ai thích đi nhanh cũng được, mà ai thích đi chậm cũng được. Đây, mọi người đang đi cứ đều, trừ lúc mà tan tầm thì hơi đông hơn thôi, chỉ khoảng độ 1 tiếng thôi, 2 tiếng thôi. Còn đâu là nhìn chung là đường rộng, thoải mái đi. Tất nhiên là để mở được những cái con đường rộng như thế này thì những căn nhà hai bên đường này đã phải cắt hẹp sâu ở bên trong rất là nhiều. Có những căn nhà đã phải di chuyển toàn bộ nhà đi. Có những nhà thì chỉ mất một chút thôi, còn những nhà mất cả. Và họ sẽ chuyển đến nơi khác sống hoặc là lên chung cư. Thì cũng tương ứng như thế là cũng sẽ có một số nhà ở phía bên trong, lỗ trong, dãy trong thì lại thành ra mặt đường. Ở Hà Nội cứ mở đường hoặc là các thứ là đôi khi là như thế. Đôi khi có những nhà sẽ thiệt thòi hơn là đang mặt đường để kinh doanh buôn bán, như là giá cả đất cát nó sẽ tốt hơn, nhiều tiền hơn, xong lại phải chuyển đi nơi khác thì kiểu như là chán hơn đấy. Còn có những nhà thì cuộc sống ở trong ngõ ngách thì nhiều khi giá đất chả đáng bao nhiêu đâu. Cũng có giá ở Hà Nội, cũng có giá, nhưng ý là sẽ không có giá bằng bên ngoài mặt đường. Nhưng mà rồi một ngày thì khi mà đã mở ra mặt đường thì lại sướng hơn. Nhưng mà cũng thôi, cũng là vì lợi ích chung thì tất cả mọi người đều cùng nhau giúp đỡ để cho tuyến đường được rộng rãi, để cho mọi người lưu thông vì lợi ích lớn hơn. Đây, chúng ta thoải mái phong song đi để ngắm cảnh tuyến đường hiện đại. Chúng ta đến chỗ 256 Minh Khai rồi, ta đã đến cầu Mai Động rồi. Chắc chỉ đi khoảng độ 5-10 phút gì đấy, thì tốc độ chậm. Hoặc đi chậm hơn nữa thì chỉ cần 10-15 phút là chúng ta phải di chuyển được từ đoạn ngã tư Sở về đến Minh Khai. Còn nếu đi lên bên trên đường kia thì có lẽ còn nhanh hơn, chắc 10 phút. Chúng ta đã di chuyển qua ngã tư Minh Khai Mai Động. Tam Trinh. Rồi, vậy chúng ta đi đến đoạn này. Đoạn vừa xong là ngã tư Kim Ngưu, thị xã Kim Ngưu và Minh Khai. Trước em ở đây một thời gian đến vài năm ấy. Nhưng mà nhiều khi là mình chả để ý tên đường đâu, cứ nhớ Minh Khai, Tam Trinh, là
Mai Động, hay nhớ đoạn vừa xong là Mai Động, bởi là cầu Mai Động, thế là cứ nhớ như thế. Đây, đến đây là điểm xuống hết đường của đường Vành Đai 2 rồi. Và vừa đến là Time City luôn. Tòa nhà ở Thời Gian, thành phố Thời Gian, dịch ra City, thành phố Time, Thời Gian. Mỗi một thành phố, mỗi một khu chung cư biệt thự của Vin đều sẽ được một đặt tên theo một ý nghĩa nào đó. Tức ở đây là thành phố Thời Gian này, quê Long Biên thì sẽ là Vinhome Riverside, có nghĩa là ven sông. Còn Vinhome kiểu nhà của Vin ở ven sông. Còn ở Royal City là, em không hiểu tiếng Anh mấy, như Royal có nghĩa là, không hiểu là kinh đô hay là hiện đại hay là quý tộc gì đại loại thế. Còn ví dụ như là ở phía đại lộ Thăng Long có Smart City. Smart là thông minh, thông minh, còn Smart là thông minh, thành phố thông minh. Còn Ocean Park, Ocean là biển hay gì, bởi vì ở đây có biển nhân tạo mà.